Chào mọi người, hôm nay qua nhiều lần suy nghĩ đắn đo có nên bắt ổ ong không. Bây giờ mình quyết định đi bắt ổ ong đó mới được, chứ để lâu rồi nó, tại khi bữa hôm qua mình có cái lợi nó đó, mình đụng vào nó chắc nếu mà không bắt mỗi bữa nó sẽ đi, nên mình quyết định bắt luôn. Mình dụng cụ của mình gồm có nè, đây một dao, một gì nữa không quen đâu rồi, một dao bộ, một quẹt với cái miếng để đốt thôi chứ không có gì nhiều, chỉ có chút xíu thôi. Đây chỗ cũ của mình đây, không biết chỗ ông sao bữa nay bị mưa nữa bạn, chìm quá chìm, mưa quá nó ướt rồi, cũng chắc khó bắt, tại ướt rồi mình đốt lửa mình bắt được. Mình đợi mấy bạn mời comment nữa nha. Mình bắt không cần lửa không gì, nhưng mà đợi chắc lâu, hôm nay mình bắt trước đi. Mình tưởng bị bắt nhưng mà chưa bạn, còn đi đây nè, né đây nè. Còn các bạn, mình tưởng đâu nó mắc rồi chứ. Ông mày mưa này nó gom lại các bạn đó. Nó gom lại nó kín kìa. Tối quá. Mình chặt cái cây nhỏ trong. Để mình làm cái dụng cụ để mình bắt nó. Có gì mày chạy nha. Đốt dưới luôn. Chặt quá chặt, nó không cháy được. Dày quá dày. Đây. Nó nhiều con tay nhỉ. Khi nãy giờ nó dễ bị ướt. Nó. Cái bùi đó nó hút mặt rồi. Cầm tay á, cầm tay để gì nè, để gì nha. Cái gì nhiễu của mình đó, chi dơ ra. Bị khối nó dồn rồi. Cao quá cao. Mày chứ này chắc còn hết mặt luôn quá. Ây da. Đi ra rồi. Đánh ông kìa. Đánh ông kìa. Cái này bị dài quá dài. Chảy mặt cái trơn luôn chặt. Uổng quá uổng. Ngọc tay vậy.
tao quyết định mày nha. Chào cậu. Chào cậu. Ba em nè. Tắt lửa được chưa? Dầu nước trơn luôn. Cái đầu. Bỏ đi bỏ. Bỏ dưới đất á. Mày em đi coi dính không? Mày không coi dính. Mày chạy ông quá. Mày gần lên. Ông cục mày. Tôi bị khói nè. Không chết mấy bạn. Đây nè, quay gần lên. Nè, mấy bạn thấy không? Bị khói rồi nó khờ á. Đây nè. Chứ thế quay ra. Trời ơi, trên đóng rồi không đi rồi nó say nó mất không mất. Nó cục mặt lọt bên trơn quá bạn. Vết lọt tiêu trên cục mặt bự đúng tiêu. Kìa, bên nó cục. Kiếm cục mặt ra tắm, vết mặt bự đúng tiêu. Đây một cục nữa. Ăn luôn bác. Quay ra. Cực kỳ ngọt. Này ăn cục này đi. Ngon chết đi. Ăn giả sáp mày. Nó bay chảnh không bạn. Trắng còn mà nó không có nào chích mình chứ. Quay. Quá ngon. Mặt có một cái tay bị gì á? Cái lọ à? Ở đây. Đi. Có giờ nó ăn âm mày không? Như vậy bạn. Nó đóng lại nè. Nhưng mà theo khả năng mình nghĩ á là nó sẽ bỏ tổ làm chỗ khác. Mấy ông này nó không chết đâu, tại do nó bu lại nó hút lại mặt á. Hôm nay tính có mặt lên về nhưng mà chắc đủ ăn rồi. Thôi chụp hình đi, bấm ngừng. Nó bu lại đóng lại còn cái này nhiều lắm. Còn mấy cục mặt kia lọt đâu có tí chân. Kiếm đập. Cũng một bự nãy mình tập chặt chặt cái răng ra mất tiêu một bự. Một gắt cổ luôn á. Đi đi. Quạt rồi. Đúng nha. Cái dụng cụ là một cái dao. Cái dao quẹt. Có thể bắt được của ông này. Non nó đang bò ga bạn. Không chết kìa. Ông này ông non. Cái này mình đem về chắc chúng để dành lấy mấy ông này câu cá bạn. Này là câu cá là hết sảy luôn. Câu cá mấy cá nó khoái lắm, chạy là nó béo. Mấy bạn xem được video này nhớ cho mình subscribe hoặc là like chia sẻ video. Hoặc bạn nào có thắc mắc gì đó, nếu mình làm cái trò gì đó thì cứ comment với mình khám phá giùm cho. Tại vùng quê mình đây cũng có nhiều cái khám phá. Các bạn nhìn xung quanh cái khu này để biết khu mình như thế nào. Mình đi nhiều nơi lắm, nói chung là chỗ nào có cái gì vui cho mình đó. Kè cò bay gần cánh luôn. Ngon lắm rồi.
kiểu ấy, có mũi. Lần về nhà lắm. Ta chừng dở chừng. Lấy ông non này mình đem vào cái xong. Bữa nay đi bắt chứ không bị mũi, nó không bị nó chích mũi nào hết chứ. Và hổm này mình chắc cũng cả chục dít gì trên mình. Tại hổm mình không có lửa, có khói gì nó không sợ. Vợ gặp khói vậy nó ngọt. Hết chưa? 1 phút rồi.